Nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn Kích cầu du lịch ấn tượng Việt Nam 2020, chiều ngày 3 tháng 7 tại Cần Thơ, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức hội thảo kết nối du lịch đồng bằng sông Cửu Long, thu hút sự tham gia của hơn 150 khách mời là lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long cùng các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, đơn vị vận tải trong ngành du lịch. Theo thống kê, lượng du khách đến đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 vào khoảng trên 22 triệu lượt khách, trong đó du khách quốc tế chiếm khoảng 20%. So với con số trên 19 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019, con số đó không phải là quá ít. Đồng quan điểm này, đại diện các đơn vị lữ hành, vận chuyển cũng cho biết lượng khách đến miền Tây ngày càng nhiều. Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid vẫn đang tác động đến cuộc sống người dân, tuy nhiên trong những tháng cuối năm 2020, đồng bằng sông Cửu Long vẫn là một thị trường du lịch đầy tiềm năng. Tuy đang trên đà tăng trưởng tốt, trở thành một điểm đến hấp dẫn, du lịch đồng bằng sông Cửu Long vẫn có những hạn chế như sự lặp lại đến mức nhàm chán của một số tour, tuyến điểm, khả năng truyền thông kém, cũng như sự thiếu hụt nhân sự có chất lượng, trình độ để phục vụ trong các tour đặc thù. Vì vậy, sự cần thiết tìm ra những tuyến điểm mới, cung đường mới, cũng như cách thức kết nối văn hóa bản địa vào du lịch được các đại biểu tham gia sôi nổi. Thì hiện nay, lữ hành sò tourist đã kết nối cùng với lại các ban ngành của 13 tỉnh để chúng tôi làm mới cái sản phẩm đồng bằng sông Cửu Long. Thì hiện nay chúng tôi có thể là chia ra là 5 cái trục chính. Thứ nhất, cái trục là dọc theo đường quốc lộ là từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Cái đó là một cái trục chính xuống. Một cái trục là ven biển là có là qua Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, rồi Bạc Liêu rồi xuống. Và một cái trục là theo đường N2, cái đường cặp biên giới mới của chúng ta là Long An, Đồng Tháp, qua cầu Cao Lãnh, cặp Vàm Cống, chúng ta kết nối qua phía là An Giang, Kiên Giang. Hiện nay chúng tôi cũng đang nghiên cứu thêm 2 cái trục đường sông, đó là sông Tiền và sông Hậu. Thì hiện nay các Âu rất là chuộng 2 cái dòng sông này. Thì dựa trên 5 cái trục đó, chúng tôi bắt đầu có đội ngũ các chuyên viên kết hợp với các tỉnh thành đi khảo sát. Có những cái khu vực rất là đẹp, ví dụ như làng cổ Phước Lộc Thọ, làng nổi Tân Lập, rồi khu dược liệu Đồng Tháp 10. Thì chúng tôi ngồi kết hợp những cái đó với những sản phẩm đó. Mục đích của chúng tôi trong này là gì? Đưa văn hóa của từng cái vùng miền đặc trưng của nó vào từng món ăn, tại vì danh lam thắng cảnh chúng ta tới chụp hình thì như nhau, nhưng mà khi chúng ta đưa một cái câu chuyện của cái vùng đất đó vào thì nó lại khác. Một cái bài học vô cùng quý giá sau Covid chính là cái sự chung tay, đoàn kết, sự vào cuộc đồng lòng. Chúng ta chiến thắng được Covid là nhờ cái sự đoàn kết đó, nhờ cái sự chung tay đó. Thế mà giờ đây chúng ta phục hồi kinh tế, phục hồi du lịch cũng cần cái sự vào cuộc chung tay đó. Và đó chính là cái chủ đề kết nối du lịch đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi thay mặt cho Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch kêu gọi cái sự vào cuộc của tất cả các doanh nghiệp, các hiệp hội, các cái nhà cung cấp dịch vụ du lịch, từ vận chuyển đến khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí đều chung tay vào cuộc để kích cầu phục hồi du lịch. Thế là chúng ta kết nối bằng như thế nào? Chúng ta kết nối giữa các điểm đến, đó là các địa phương chúng ta ngồi với nhau, ngày mai chúng ta ký kết. Chúng ta kết nối các dịch vụ, các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ phải kết nối với nhau, mà thậm chí bây giờ phải ứng dụng công nghệ trong cái thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch thông minh, nhiều sản phẩm du lịch mà có thể kết nối lại được với nhau. Cái sự kết nối này tạo ra những cái yếu tố mới như mà diễn đàn chúng ta chia sẻ. Chúng ta đang làm mới lại đồng bằng sông Cửu Long, đang làm mới lại chính chúng ta bằng nhiều sản phẩm mới, điểm đến mới, và thông qua cái việc kết nối để tạo ra những yếu tố mới hấp dẫn cho đối với du khách. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã cùng thực hiện nghi thức cam kết trong việc góp sức tạo nên giá trị du lịch đồng bằng sông Cửu Long bền vững, thống nhất cùng một mục tiêu đem đến những sản phẩm du lịch hấp dẫn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.